nhiều quá, cái chú đó này đẩy vô cái xong rồi cho mình. Do you want it like along the wall? Yes, please. Okay. Thank you. Yeah. Impossible. Rồi bây giờ cái mình bưng cái cây mai này vô bỏ trong nhà luôn để cho trời lạnh không có bị ảnh hưởng gì nhiều. Làm sao con? OK. Rồi để mày chờ chú nó làm xong rồi đã. Thường thường á, cái chỗ bưu điện này ship hàng á các bạn cũng trễ lắm, cũng tới 8 giờ là cái giờ mà người ta ship hàng cho mình xong á. Còn cái bưu điện mà USPS thì ship sớm một chút. Thank you very much. Đây là serum của Nhị Hoa Ngậy Tây nè các bạn nè. Ngọc ship là phân nửa qua bên Michigan, phân nửa qua đây, nhưng mà nhiêu đây là cũng chưa đủ nè. Còn khoảng phân nửa nữa, còn khoảng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 thùng là cũng chưa đủ, còn nữa. Dạ hả? Dạ. Ồ. Hàng mới về quá trời luôn. Ok. Serum của Nhị Hoa Ngậy Tây bạn. Ok. Một chút nữa cái bắt đầu từ đây cái khiên vô cái chỗ cái phòng làm việc. Không mà cuộc đời các bạn ơi, cuộc đời bây giờ là Ngọc với lại chồng Ngọc mà khiên nhiều là Ngọc khoái. Nãy gì vậy? Lucky. Ồ, cái gì vậy? Mình gối đồ cho Lucky nè. Mình gối đồ này kia cho Lucky, Lucky nằm nè. Ngôi nhà. Đây là cái thùng mà nguyên một cái dàn máy tính mà ở bên Michigan của Ngọc nè các bạn. Chồng mà quánh đóng có trời ơi, đem đôi dép qua đây. Trời ơi, có tranh thủ nhét luôn đôi dép ở trong đó à. Chắc nhét vô để cho cái thùng máy tính. Bubble wrap đồ này kia nọ để cho đừng có hư mấy cái này nè. Màn hình máy tính đồ này kia đó. Trời ơi, hai cái màn hình máy tính kẹp lại nè. Computer monitors. Bàn phím máy tính nè. Em có được chiếc dép luôn. Bữa bỏ đồ dài của ba Ngọc vô đây luôn nên là có nằm trong đó. Trời ơi, rách thùng luôn hả? Ok, mấy cái này là cái, các bạn biết này không? Cái đồ sạc pin của cái bàn chải đánh răng á. Cục này nè. Bye bye. Giày của ba tới rồi nè. Ok, thank you. Tới là gì? Thank you. Bỏ cái đôi giày ba mới đi win shipper. Thank you. Tới nữa. Thank you, you win. Welcome. Ok. Ông mới hỏi thăm đây, mới hỏi sáng đây. Wow, còn nó đi cho nên. Rất hợp đúng ba. Tại vì thảy tới thảy lui mà. Bởi vì khi đồ của mình ship đi đôi khi nó cũng bể đó nè. Tới mà mấy cô chú anh chị á là cái hộp nó bị mớt bị dẹp là vậy á. Đang nát trên đời cái hộp cứng. Cũng có hộp cái ghê không? Thấy không? Rồi, rồi đem cho ba cắt cả. Dạ. Ba để đây cũng được rồi ba. Thôi để ba để chỗ của anh. Hai gì đi. 1, 2, 3. Lấp tắt. Dở lên. Đây, từ từ nghe. Rồi, chúng ta đây. Chúng ta cái này. Wow. Rồi, chúng ta đây. 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 Rồi bây giờ cây mai rồi đã đem vô nhà rồi các bạn ơi. Rồi không khí Tết đã tràn ngập vào nhà. À cái này là mâm mốt vậy. Bây giờ dạng chay bài đó đi ngoại ơi. Đây là hồi bữa đi chợ có mua những cái câu này nè các bạn nè. Tháo tiền ra mẹ ơi, tháo giá tiền ra. Rồi đó bây giờ mẹ tận tay treo lên chúc mừng. Treo nếu mà có thiếu mời đi mua thêm. Dạ. Đó bây giờ có chay giúp nè. Khoan gỡ tiền ra con. Gỡ dạ, tiền ra. Dạ cái giá thấy... tiền nè, cái giá tiền nè mẹ coi nè, giá tiền nè, con gỡ cái giá tiền này ra. Giờ dạ, là thấy mua thấy ít rồi nè Ngọc. Một cái này là $5 nè các bạn nè. Là cỡ chừng 110.000 một miếng á. Vậy hả? 100.000 một món này nè mẹ nè.
Ở bên mình là con biết nhiêu không? Nhiều mà. Có 10.000 tấm. Này là 100.000 tấm này hả? Dạ. Lớp con thấy không? À, mình gắn như vậy mà thấy mới thấy thiếu. Còn bao lì xì nữa. À mình máng bao lì xì lên luôn hả mẹ? Còn bao lì xì rồi mình xỏ chỉ vô, máng bao lì xì lên tới Tết đó là rút thăm trúng thưởng. Dữ. À mua mai bán đất nè. Ba với mẹ chỉ rút cho ai rút. Chúc mừng năm mới nè. Tấn tài tấn lộc nè. À còn ông thần tài phải không? Tài đúng. Cái này ông thần tài. Cái này là tiền nè. À bây giờ đã thấy không khí Tết. Rồi bây giờ các bạn, tại vì trời á, chuẩn bị là rất là lạnh nên là sợ hư cây, nên là đi chồng Ngọc anh đi Home Depot để mua mấy cái ni lông này nè, để mình có thể che lại mấy cái cây này của mình á, cho trời lạnh á, là đừng có bị hư cây. Cái này á, hả, là Ngọc được một người cô chỉ lại cái này. À, chồng Ngọc anh đi mua mấy cái miếng giấy đó, đó ni lông nè các bạn à. Rồi bây giờ cắt ngay cái khúc ngay chỗ đó. Rồi bắt đầu trùm lại. Cái này là tại vì do thời tiết đang bình thường á các bạn, mà bắt đầu mà lạnh đột ngột á. À lấy mấy cục đá bà dằn xuống. À vậy vậy để thẳng ra vậy luôn nè, rồi bỏ cục đá xuống cái mình dằn xuống. Dạ. Ok hiểu rồi, lấy cục đá dằn xuống ở đây. Xong rồi cái trại đắp lại cái này thêm một lần nữa. Hiểu. Rồi cục đá. Bên đó. Ba được thêm hai cục nữa. Oops, trời ơi rách. Hai cục đường ba. Rồi để con cầm đầu này. Ấy vô. Rồi. Này ba. Okay. Ba bên sai này ba làm cho nó ấy giùm con. Rồi cái lấy cục đá dằn lên cái nữa ha. Không. Hả? Gió chứ ba. Ok, one more stone. Oh no. One more stone right in the middle at the top. Right here. Right in the middle at the top, against the back. Ba, ngay chỗ đó các ba. Here, I'll take it. Ngay chỗ này hả? Rồi đó, vậy là được rồi á. Ý là vậy đó. Rồi, bên đây. Instead of one layer, it's two layers. Bên đây là cũng y chang vậy luôn. So same thing. Bên đây là làm giống nhau. Nào, giờ Ngọc mới biết cái này á. Để con kéo ra. Twice as long. Yeah, cái này dài á. Rồi, ok. Okay. Này làm buổi tối chứ không mấy sáng mai là bắt đầu lạnh xuống các bạn. Nên là ngoài đây quay nó hơi tối một chút. Hey, mọi người ơi, hôm nay cả gia đình sẽ ăn món nem nướng con bánh tráng. Ngọc mới vừa bỏ vô đây nè mẹ. Con nghĩ là con sẽ lật lên để cho nó vàng hai mặt luôn mẹ ha. Đúng rồi. Quá ngon luôn mọi người. Đây, bên đây là Ngọc có cherry mới vừa mua nữa các bạn, đi Costco mua cherry. Ôi ôi cherry này trái ngon ghê luôn các bạn ha. Quá trời đã cherry. Rau để ăn cho ngày hôm nay là có cả salad nè, diếp cá nè, dưa leo nè, đồ chua. Đây là chén nước mắm của mẹ vừa làm xong. Hello, xin mến chào lại gia đình mình nha. À, chiều hôm nay á là mình sẽ ăn nem nướng cả nhà. Nem nướng á thì mình cũng có cuốn thêm cái vỏ bánh tráng để mình chiên chả giò nè. Thì mình sẽ cuốn không à, mình sẽ cuốn cái bánh không à.
để mình chiên cho giòn lên để mình cặp với cái lại cái miếng nem á, mình ăn cho nó có cái độ giòn giòn cho nó thơm thôi đó. Chồng Ngọc với ba Ngọc thì đang bắt cái đèn ở ngoài đó kìa các bạn kìa. Bắt cái dây đèn á, bắt cái dây đèn led để tối á, chay rồi có khi tối muốn tắm cái bắt đèn lên cho sáng sáng để tắm cho dễ. Một cái này mình làm được 4 cái bánh. Dạ. Yeah. Chiên cái chừng mười mấy 20 cái được rồi. Ừ. Không muốn gì? Hot oh, con muốn này phải không? Mẹ biết thế nào con gái của mẹ cũng thích cái này thôi. Để bây giờ mẹ sắc ra xong mẹ cho con nha. Ôi nó thấy nó nói mẹ nó tưởng cái này là hot dog đó, nó mẹ cũng muốn ăn hot dog. Đây bây giờ bắt đầu sắc ra. Sắc ra làm 2 hay làm 3 ta, để con coi con nghiên cứu cái này, cái này cũng bự lắm á mẹ. Rồi mẹ nói con cắt làm 2 là từ đây ha. Hả? Từ đâu? Không vậy chứ. Nè con cứ cắt ngang vậy rồi chẻ lại nó ngắn nó dễ lắm. Đó. Không, ăn dài vậy nè mẹ. Dài vậy là cuốn cái bánh tráng nó dài luôn hả? Phải không? Đúng rồi. Mà mày nghĩ cái này cắt làm 2 làm 3? Làm 2 đi rồi chẻ lại làm 4. Dữ hả? Thôi làm 3 thôi. Chẻ làm 4 ít lắm. Cho nó nhỏ dễ ăn đi rồi chút nếu cảm thấy nhỏ quá thì ai muốn cắt làm 4 mình cắt. Thôi, lên lên. Ồ, con chay nó thích cái này nè. Trời ơi, nó nhìn nó tưởng hot dog á. Vô ăn đi. Cái này làm ba đi. Vô ăn đi ông ngoại với ba làm vất vả rồi cái bãi làm ngoại ba. Vô đây mẹ cho ăn nè con. Ủa cái này cũng phải có khéo tay, nó cắt nó mới đẹp đó nghe mẹ nghe. Không phải đơn giản là đưa con cắt cái tanh banh không. Không phải, nó nguội con cắt mới dễ. Đúng rồi, này thay vì con chẻ làm hai cái con úp xuống con chẻ lại gì nữa nè. Con này cho con chay ăn đi. Vậy hả? Lỡ xấu rồi cho nó ăn đi. Nào xấu cho nó ăn được có lý á. Cho nó ăn tí. Thử nghiệm giùm mẹ nữa. Cắt cái gì nè. Này à. Nóng quá. Mới vừa lấy ra cái thì mà. Uống nước vào. À, cho chay ăn trước khi làm video. Rồi ok. Trời ơi nó ăn nó vừa kẹp một miếng nem nướng mà nó vừa kẹp một miếng cherry đi nữa. Giỏi. Rồi mẹ. Đầu bù tóc rối nè. Hả? Hỏi cô chú thấy con mặc áo con gấu đẹp không? Ừ. Cô chú thấy con mặc áo con gấu đẹp không? Bây giờ hát tặng cho cô chú ra một bài Cả nhà thương nhau. Cái gì con? Hát tặng cho cô chú nghe bài hát là Cả nhà thương nhau, ba thương con á. Nhìn ba đứa. Thương mẹ thương con vì con giống mẹ. Mẹ thương con vì con giống ba. Cả nhà ta còn yêu thương nhau. Xa là nhớ, nhớ là cười. Hay. Hai con thằng làng con. Hai con thằng làng con gắn nhau rất vui. Ta cười bằng hiệu cho xuống đêm đến mái trò. Hai con thằng làng con. Mẹ ơi con muốn cái này. Hai con thằng làng con tiếp tục. Đuôi thì to. Cục rồi đúng rồi. Ôi đớn đau quá trời. Cô ra rồi mình. Đúng rồi. I like the cherry now. Rồi ok để mẹ làm. Nó ăn cherry nha cô chú nha. Nó bắt là vừa lấy hột nha mà còn vừa cắt cái vỏ của cherry ra nữa, ngồi cắt á hả? Cũng mỏi tay luôn với nó vậy đó để cho được mấy trái cherry vậy nè cô chú nè. Một con vịt sẽ là hai dây cánh. Nó kêu sao? Cứ rừng gấp. Gặp hồ nước. Gặp
hồ nước nó là sao? Dạ. Vì con lúc lên bờ thì cái con chọc hồ. Gác tập với nha con, gác tập về thi với Bali nha. Ừ, gác gì thi hát với Bali với bên sân coi. Hai anh thi nghe hát với nhau nha. Rồi coi ai hát hay hơn ha. Ai hát hay hơn. Ai hát hay hơn cho đi làm sen. Ha, con được đi làm sen ha. Con muốn nữa. Muốn nữa con, rồi đây là lỡ ăn hết luôn đi rồi chút nữa mày cắt nữa. Rồi bây giờ bắt đầu chuyển qua ăn cái này. Dạ vô. Rồi hết rồi, hết rồi, order. Rồi. Đi qua. Đi qua bảo có cái cao kê đó bà bảo cho con với bà Ly. Này chơi đi nè. Đừng có, trời ơi đừng có chùi vô. Ngọc đã sắc ra được cái nem nướng nè mọi người. Nhìn bóng lưỡng ha. Rồi bây giờ Ngọc sẽ múc nước mắm ra. Bốn người, bốn chén. Mọi người hay nghe cái tiếng đó nói chuyện đó là giống như mở cửa ra là sẽ có cái máy đó báo hiệu cho mình biết là mới vừa mở cửa. Đây mọi người, từ bánh tráng cho tới cái đồ của mẹ Ngọc chiên lên, rau hai bên, mỗi bên một dĩa nem nướng, đồ chua, bên đây dĩa rau, đây cherry, đây là bánh tráng. À, rồi ba với Thị Huynh là rửa tay, giờ mình vô mình ăn nè. Đây nè, chồng Ngọc bây giờ anh đang đổi màu của cái like nè, ở trên cái cái điện thoại của anh nè. Christmas. Yeah, cái đèn đó. Christmas. Cũng vui. Easter. Đủ màu sắc hết cũng vui. Okay, baby, let's go wash your hand and we're gonna start eating. Okay, and then patriotic. Mm-hmm. Beautiful. Sẵn cho mọi người xem là cái chỗ nào Ngọc đã quyết định bỏ cái bức tranh mà hồi bữa Ngọc mua đó. Thì Ngọc bỏ để ngay chỗ cái phòng ngủ của Ngọc. Thì bên đây có mấy bức tranh này. Ngọc biết á, cái bức tranh này á, nó rất là khó để đi với tất cả những cái món đồ mà hiện tại đang có ở nhà Ngọc. Tại vì nó rất là khác nhau. Cái này là các bạn biết, cái này là về cái hoài niệm xưa của mình mà. Người Việt Nam của mình đó, nó là những cái... có ông ngồi câu cá nè, mẹ thì đi gánh hàng, rồi có chú linh mục để ngồi thổi sáo. Nó là cái gì đó, một cái hồn của Việt Nam của mình nên là của ngày xưa, thì rất là khó có thể mix với lại tất cả những cái gì hiện tại đang có trong cái nhà của Ngọc. Nên là Ngọc quyết định á, Ngọc đặt cái bức tranh này ở trong cái phòng ngủ của Ngọc, tại vì Ngọc muốn nó khi mà Ngọc nhìn nằm đây mà Ngọc nhìn á, là Ngọc có thể nhìn thấy cái bức tranh này ở trong ngay chính cái căn phòng của Ngọc. Tại vì Ngọc thích, cực kỳ thích luôn, mỗi lần nhìn là cảm giác như mà một cái hồn quê hương của mình ở đó. Đó là cái mà Ngọc, khi mà Ngọc nhìn về bức tranh á, nên là Ngọc quyết định để ngay chỗ này, tại vì tối ngủ năm ngày nè. Cứ nhìn lên đây. Và đây con của Ngọc. Có thể nhìn lên rồi mẹ Ngọc có thể chỉ cho nó. Now we gotta put the vase over in that corner. Go ahead. Vô không? Tối á, mà trước khi đi ngủ á, Ngọc có thể nhìn lên, Ngọc sẽ có thể chỉ cho chay là cái này là cái gì cho nó nhìn nó quen con mắt với lại cái đồ xưa của mình. Đó, đối với Ngọc là như vậy, là Ngọc vui, hạnh phúc. Khi mà trong nhà Ngọc có thể để một cái bức tranh như thế này ngay chỗ chính căn phòng của Ngọc. Không cần ai phải thấy, chỉ Ngọc thấy là được rồi. Vị hoa ngày Tây bỏ vô chai này nhìn đẹp không bà? Rót nước ra uống. Chai này chưa hơn 500ml không mẹ? Chứ ít dữ người ta. Rót ra 3 ly nữa. Hello, xin bắt chào đại gia đình mình xin nha. Chào cả nhà. Rồi, mời mọi người thưởng thức món nem nướng cuốn bánh tráng chung với Ngọc và gia đình nha. Nem nướng cuốn bánh tráng. Rồi, ok, ba với Điều Quỳnh hồi nãy giờ làm vất vả rồi. Vất vả quá, bây giờ bồi dưỡng rồi ha. Dạ. Để
con làm, để con làm cho Điều Huynh. Gái mà sẽ thấy ba với Điều Huynh lòng ngày đi vất vả không ha? Dạ. Quá vất vả. Ok, giờ cho Điều Huynh miếng nem nướng nè. Nướng này hơi bự, để ông hai. Ok. They are crunchy. Ooh, you're gonna like this. You want some cucumber? No. Rồi xong đó, cuốn của Điều Huynh là chỉ vậy thôi nè. Này gì em? Để con cuốn, I'm gonna make you couple. Ok. Làm thêm cuốn nữa đi. Wow. Ooh. Ngọc thì khi Ngọc cuốn, Ngọc thích bẻ lại như vậy nè. Có nhiều cô chú hỏi, ủa sao cuốn ưa bẻ vậy vậy? Nhưng mà không biết làm sao nữa, Ngọc cuốn nào giờ quen bẻ vậy đó. Này nha. Giòn ha. Ừ. Có cái có cái gì đó hả? Miếng giòn cá chiên á. À, có này nữa. Đó, hai cuốn cho cả nhà. Dùng chung với gia đình mình buổi chiều hôm nay nha. Nói chung mình cũng nhà mình cũng thấy là năm nay là rất là háo hức để cho cái Tết đó chứ. Con với rồi. Con với mẹ sáng đi chợ mua bông, mua hoa, mua trái cây, mua đủ đồ hết. Đó coi như là có ba mẹ qua thì con thấy có cái đúng rồi đó, không mấy là con cũng đó ha, cũng im re vậy đó, không có đi mua, không có làm mấy cái này cái kia cái nọ đâu. Ừ, mẹ rồi. Thấy con mấy năm trước con không có làm mấy cái đó do là hả, mẹ thấy con thì cũng lâu quá cũng không có hưởng cái Tết của Việt Nam. Cho nên thôi giờ có ba có mẹ ở đây thôi mẹ cũng làm cái này cái kia ra để cho có cái Tết Việt Nam cho mẹ trước ba mẹ cũng vui rồi con tụi con cũng vui để cho đi Quynh nó biết. Quynh chưa năm nào biết cái Tết Việt Nam là gì. Xin mời đại gia đình nha, bánh nem nướng cả nhà mời mọi người nha. Ngon ngon ba ngon. So much work today. Thank you, Ba, for helping me with a few of the jobs that needed to be done today. Mình cảm ơn bà nãy giờ giúp Triệu Minh Ba. Có kì, ba làm chứ có gì đâu, cảm ơn. Có cái gì thì trong nhà, con làm cái gì chứ ba khổ. Nhà của con là nhà của ba rồi. Đúng rồi đó mẹ, mình chiên cái giòn giòn này ăn nó ngon. Chiên cái giòn giòn này ăn làm cái miếng này nó ngon. Lý ơi à. So I finally, after dinner, earned myself some relaxation time. I've been running non-stop the last couple of days. Cái món này là ông bảo ông order về ăn. Thì mẹ cũng có thấy cái miếng giòn giòn này mà mẹ cũng không có biết là chiên bằng cái gì. Có ăn. Nay con nói mẹ chiên cái miếng bánh cán này để cho mình ăn á. Đó bởi vậy. Cái này có cái mẹ cũng không biết đúng không? Bên Việt Nam người ta gọi cái gì biết không? Bên Việt Nam người ta gọi là ram. Cái này gọi là ram nè. Ở miền Trung ăn miền Quảng thì có cái này lắm mà cái nó làm bằng ram mới giữ bánh tráng này biết không? Ừ, đúng rồi. Ngon quá. Cuốn rồi con xin nào. Ok. Điều Huynh hai cuốn rồi hả? Ừ. Ồ, dữ. Mùa ta. So hungry. Hả? Nãy mới cho ăn giờ hungry. Món nào rõ đều. Gần tới Tết rồi còn có bữa hai bữa nữa là bước sang năm mới rồi mọi người ơi. Nên mình ở nhà hai cha con ở nhà thì dọn dẹp. Đi Huynh về nói chung về chưa có bao giờ hưởng cái Tết Việt Nam. Nói con ha. We'll grab the cherries from the table. Mà có ở đây làm Tết Việt Nam cho Đi Huynh nó biết. Nên con phải lấy cho. Trời, sau này từ nay về tao thì cũng có thể là Tết Việt Nam mình dẫn Đi Huynh về Việt Nam cho biết đó. Đúng rồi. Phải có một lần cho biết. Phải có. Phải có là phải làm chứ. Thì Huynh dự thực sách Việt Nam for the Tết. So you know what Tết is. Yeah, maybe phải phải đi chứ. Phải đi làm Việt biết Nam Việt Nam người ta chứ. Cái Tết cho nó biết cái không khí Tết bên Việt Nam mình cũng có cũng vui. Chuẩn bị là mời cô Hương chú Dũng gia đình nè. Rồi cô Elizabeth với bạn của cô để qua đây là mẹ nấu một cái bữa ăn rất là Việt Nam và rất là Tết.
để cho sum họp tất cả những cô chú lại cho nó vui. Tết Tết mà đông đông mới vui. Nói chung có trong nhà mình có không khí rồi này kia là đã vui rồi, mà có thêm mấy cô chú Việt Nam mới là vui còn hơn nữa. Đúng rồi nè. Tết Việt Nam, Tết Việt Nam với anh chị cô chú Việt Nam luôn. Yeah. Mấy cái ngày này là ở bên mình là bận rộn dữ lắm luôn á. Yeah. Dọn dẹp nhà lau cửa, bông cây, trái cây rồi bàn thờ, bàn tử rồi hết trơn. Tên nhà sơn cửa rồi bên sơn mình. Sơn cửa sạch sẽ hết bên luôn. Mình vậy chứ Tết đó là cũng làm rộn ràng lắm. Rộn ràng dữ luôn á. Nghe mấy anh chị mấy em chú nói bây giờ Việt Nam ở thành phố Hồ Chí Minh bây giờ là dịch đỡ rồi. Nghe giảm dữ lắm rồi, nghe mừng ghê lắm. Giờ Tết nhất mình đi lại cái ba đường hả? Tết đó thì tại Sài Gòn lúc nào cũng vắng hết á. Tết Tết Sài Gòn vắng lắm, mọi người đi về quê. Nói vậy thôi cả nhà ơi. Tết đó là từ năm 2003 tới bây giờ á là mình ở Sài Gòn, nhưng mà Tết năm nào cũng ăn Tết Đồng Nai không à. Mà chưa bao giờ mình ăn Tết Sài Gòn được một năm nào hết á. Chỉ là 30 Tết cái là đi hết, đi về nhà nội Ngọc nè, cái là ăn Tết ở trển, ăn tới mùng bố mùng, có khi hồi chú con còn nhỏ thì ăn tới mùng 7 Ngọc ha. Ừ. Còn sau này á, thì ăn tới mùng 4 là mình đi về Sài Gòn. Rồi, hoặc là đôi khi á, về á, thì mùng 4 mình về cái mình ghé lại Bình Dương, ghé thăm anh chị em mình ở Bình Dương đó. Chứ còn mà năm nào cũng ăn Tết Đồng Nai không à, từ 2003 tới giờ. Mommy, I just have to hold mà hả, nghe mấy anh chị hàng xóm với mình đồ đó nói á, Tết nữa Sài Gòn vắng lắm, nhưng mà những ngày này nè, từ 25 cho đến 30 Tết á là rất là vui, lộn ràng, bông bán trái cây, bán tất cả mọi cái để cho mình trưng Tết á. Rồi là bắt đầu á hả, mùng 1 Tết là buồn hiu luôn. Ở cái chỗ mình, cái đường của mình là 13 cái nhà, mà Tết thì về 6 nhà thôi, còn là 7 nhà. Nhưng mà Ngọc biết sao không Ngọc, mấy cái cô chú mà ở xóm mình á, mà thứ nhất là có khi ở quê xa quá không có về, thứ hai á là có người á thì không có quê á để về á Ngọc. Con bắt đầu á hả, thấy mình đi về quê là ham dữ lắm, nôn nao dữ lắm. Hồi đó mà con còn nhỏ là con về nấu trước. Con Vinh Bảo. Con Vinh Bảo về trước, còn mẹ với ba làm gì sao? Con đi xe đỏ bạn. Hai anh em giờ chờ dẫn nhau ra bến xe miền Đông. Đi xe buýt ra bến xe miền Đông. Rồi sắp giỏ đồ, giờ về tới nhà nội là tối nào con với ông nội cũng cũng vô thừa đó. Còn mình với ông Thả đi buôn bán tới 30 Tết mới về. Mình tới 30 Tết. Thì bữa nay ăn ba cuốn mà thôi, không ăn nữa. Ngon chứ? Đang đi ra đi uống kem gì? Hả? Ba sao? Ba đi đem gì? Ba đi đem gì hả? Ba lấy cái gì hả? I just swallow this too. Đúng rồi con. Chứ con bắt mẹ ngồi mẹ. Mẹ mở cái skin ra sao mở được đúng không? Con ăn xong con dục cái hộp vô đây nha. Đi đâu rồi cũng về quê hương hết rồi. Trở về cội nguồn hết. Tết nhất thì có ông bà cha mẹ, anh em bà con họ hàng, đi đâu cũng phải trở về ấy. Có những người ta làm cả năm vậy á, nhưng mà làm gì làm chứ cũng phải ráng, có dư là không dư cũng phải là phải về quê hương, về nhà nữa, nó ấm áp. Cực chẳng đã, ở xa quá thì thôi, chắc bỏ bằng cái chả này ngon quá, cho miếng nữa luôn đi. Ừ, có nhiều em cháu ở tao bắt tao lo lắm, không về bọn tao máy quá
Phương. Mình mời cô ấy qua. Cô nào? Sweet like a candy. Cô ấy có mình khổ á. Oh, cherries are sweet like a candy. Bố lỏ nè. Cô nào? Tươi vậy? Cô tươi vậy? Cô mà qua thăm mẹ hả? Mình mời cô qua. Ừ. Mẹ không biết tên cô. Oh, different type. Cho đi con thôi chứ còn. Cổ con mình là mở mấy cổ đi chơi để con nhắc cổ thử. Để con nhắn con điện thoại với cổ mời cổ qua luôn. Cái không bữa cơm. Đây là sách giúp cho. Cô bữa qua đợi nội mẹ hả? Dạ. Đúng rồi. Vậy thôi. Sao chưa? Cổ mừng nữa nè. Nghe hả? Con mời cô qua. Ba mẹ con mời cô qua ăn cơm với gia đình con. Bữa cơm ăn với gia đình con. Chị không ăn cái bánh này nè, bánh này giòn như bánh chips vậy yeah, con. It's like chips. Yeah. Mm. Thấy không? I'll try. See? Ngon lắm á. It tastes like chips. Mà như ngoại làm đèn đẹp không chay? Mà như ngoại làm đèn đẹp con, rồi mốt mình ra mình bơi, mình hồ bơi đó cho nó xong. Nó được ăn tối. Mẹ với bà ngoại đi chợ cột tóc con lên là xong rồi giờ con tháo là hả? Trước khi đi công việc là thay đồ cột tóc rồi ấy về nhà là đầu tóc tơi tơi bời, không có thích cột tóc. Ăn cơm xong rồi bà ngoại với mẹ với con đi thể dục nữa nha. Đi không? Đi không? Đi không? Cảm ơn đó ha. Với ba. Với ba hả? Ngoại với mẹ. Đúng rồi. Ngoại có đi không? Sao ngoại đi không con? Không, ông ngoại mệt quá, ông ngoại tỉnh. Mệt quá ngoài nghỉ. Ngoài nghỉ. Ngoài mệt quá ngoài bệnh. She would, like every package I opened up, there was foam in there. She would just destroy the foam. So there's little styrofoams everywhere, and Bao would walk around and clean it up and be like, "Oh, I'm so upset." Anyone want the hand? Cái này ngon quá, béo quá à. I get it. I finished the whole thing. Good job, Jamie. Yeah, it's pretty good. Before they eat one. Ngon quá. Pretty good chips, right? Uh-oh. Này nó ngon mà con. Bỏ vô từ từ, bà cuốn thứ ba rồi, nó bà cuốn nè. It's good too, Jamie. Thật. Ngon hết rồi cho. You gotta leave some for somebody else. Còn bên kia nó còn ngoài còn à. They eat it too. Còn quá nhiều nè. Nó lên. Này, xem hết lên. Eat it. Em ở Việt Nam người ta nướng cái bãi. Người ta đút cái cây quay vô á. Yeah. Em cũng có mua que nữa nhưng mà cái lò nướng cái mình nó hơi cái này á mẹ. Mà mình ăn trong cái này mình không ăn bánh tráng này mà mình lột bún lên. Ủa lột bún vô chứ mình cắt cắt ra cắt ra cái đồ này kia vô mình ăn. Đúng rồi. It's so good. Đi nghe ăn bún nem nướng vậy đó ha. Okay, here. Vô leo ra phóng. Bún. Like this. Boom, boom, boom. And now, take a bite. What out? Mmm. That's a good sandwich, right? Mọi người đa số là video á. Let's see if Lucky likes it. Ở bên kênh của anh Bảo á, thì thấy ăn lẩu nhiều. Bên kênh của Ngọc á, thì thấy bánh tráng nhiều. À, thì làm ngọt coi nè. Nó bốn mùi, thơm đã lắm. Ngon á. Mà ba thích lẩu nhiều, mà ba thích bánh tráng nhiều. Ba thích bánh tráng. Lucky likes the pork too. Ba bảo ba ngán luôn á. Ba thấy ăn lẩu với bún hoài ba ngán quá. Ủa. Mình bảo là thích. Thì đó. Mỗi cái kênh, mỗi cái ấy. Có mỗi cái Keep eating. Tiểu khác nhau. Bởi vậy mình nói mọi người á, để con ra bản người mình tính. Con đứa nào với quả nào hết á. Lucky wants to. Hai đứa hai đứa chắc ăn khác nhau. Tính khác nhau. Tính khác luôn. Tính tình khác nhau, con gái ăn giống mình lắm. Ăn lẹ vậy á. Bởi con gái mình với tính mình nó sẽ khổ. Lâm lợi phiền, càng lâm lợi là càng khổ. Đúng rồi. Còn Bảo á, cái gì cũng từ từ. Nhưng bà xã mình vô từ từ chứ. Sở dù mình chán lắm. Nói làm gì mà nói dữ à. Thì từ từ biết của mình với Ngọc là thôi đi lòng lẻ khổ vậy. Đi nhanh làm việc cũng nhanh. Đó là cái kênh. Cười. She's doing a crumb trail so what you would. Ở đây đừng có làm vậy con. Làm gì vô nhà. Mẹ cái tính con mình đó mọi người. Giống mình quá trời luôn. Nó không có bao giờ nó mậu mè.
không có màu mè với chân mình như vậy á. Có màu sao mè. Nói vậy? Có sao nói vậy? Ăn ngay nói thẳng. Đi 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 đàn cái nhà đáp rồi á. Cái đặt mình á, mình đối mình tới nhà ai họ cũng dễ biết mình đối. Mình đối mời Lan à? Đối là mời là ăn liền à. Chứ không phải nói có ớt rồi. Đối mà giờ là ăn luôn. Tính mình vậy á. Không sao mình mà đi tới nhà ai mà mời không ăn á là biết không có đói bụng. Ừ. Còn nếu mà đói bụng á là mời là ăn à, không có từ chối. Ừ. Cũng không có để người ta làm khách mời lâu gì hết á, thiệt tình. Nhưng á, cái nem nướng này nè là lần đầu tiên con qua chú Dũng lập, chú Dũng tải cho con cái nem nướng này nè. Yeah. Con ăn xong cái bữa đó là chú Dũng á, hả, chú Dũng qua con không có cần mời con nữa. Nó tao biết mày tự nhiên rồi. Chú Dũng á, mà mày vậy thì tao thấy á. Đúng rồi. Đúng rồi. Chú Dũng á. Có người tìm theo tính người con ơi. Chứ có người á, cái mời cái làm khách chủ nhà tao cũng hơi ấy. Mình kể à, mình kể cho mọi người câu chuyện không biết nãy có nhớ không, thì mình đi đám cưới à... em mới nhớ giờ đi đám cưới ở dưới cầu Lãnh Đồng Tháp á. Ừ. Đi đường giao rồi mình có mới cưới vợ mình khoảng đâu 10 ngày đến tháng này, đường giao mà đi qua bên Tâm Bình á, đưa về dưới cầu Lãnh Đồng Tháp. Trời ơi mà đi ghe, đi hai cái ghe. Ừ, mà cái thời tiền đó mọi người biết cái ghe, mà cái ghe đâu có phải là ghe ấy đâu, cái ghe cái anh mấy như mấy ghe cơ kêu bằng tắc gán hay chiếc vỏ lãi gì á, mấy cô lem sao á, nó lại bự sao nó chạy đưa mình đi. Trời ơi nó đói mà phần ở thì trưa nó nắng nó đói, vừa tới nhà trai một cái nghe rồi hay làm gì làm, mình bỏ trước mà chạy ra sau nhà bếp á. Thấy mấy cái cô mấy chị nó đang đứng nấu nướng nấu ăn á, đang nấu ăn nó, bây giờ tôi nói thiệt, tôi ở nhà gái tôi đưa dâu xuống đây rồi, bây giờ tôi đói bụng quá rồi, bây giờ tôi lấy cái tô đây bỏ cho tôi miếng bún chan, cho tôi miếng nước tương hay nước lèo gì đó vô tôi ăn. Mấy bà nó không ngồi bàn đàng hoàng cho bay, mà bên nhà gái đi xuống đây nè, nói không cứ cho tôi ăn đi cái đã. Đám cưới à bà, đám cưới gì sáu em có gì hay hừng á. Hồi đó em mới có 23 tuổi à. Ủa? Sao? Ba mới bằng, ba mới cưới nhau luôn. Ừ. Mới cưới luôn, chưa có anh Bảo mà. Trời ơi. Cái gì vậy? Thưa mấy hoài. Từ đó. Không cần tiếp đãi gì phải không? Chú Lê uống bốn với miếng nước súp rồi ngồi. Miếng nước súp với tôi uống là xong rồi đó. Chúc lên bà hả? Ai cũng... Mà đâu có ai biết đâu hả? Đến chút xíu ấy, lên bàn mời ba đâu có ăn đâu. Cái ai cũng thắc mắc không sao. Sao anh mà đi từ sáng giờ mà sao anh không ăn gì á? Giấu luôn hả? Giấu luôn hả? Giấu luôn. Trời ơi, cười lúc đó xuất kìa. Nhớ cũng vui, cái kỷ niệm vui lắm, thầy vui luôn. Tại vì mình đói cái mình ăn xong xuôi, cái mình no nê rồi xong xuôi á. Mấy anh kia anh ngồi anh cứ hỏi sao mà anh không ăn. Còn tôi biết hết rồi. Mà ba đã ăn rồi á. Đã ấp gấp thêm một đũa nữa cũng không ăn. Cũng không ăn. Không ráng rồi. Không có hơi thở khổ gì á. Ví dụ người ta mời cái mày bắt miếng nhỏ 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 mà ăn cũng được. Ba là không á. Miếng nó bự quá. Được rồi. Ôi chúng có mấy ảnh. Ăn thì không bao nhiêu. Nhưng đó là phải ăn liền. After the video. Cười lắm. Xấu tính. Nhưng anh Bảo cũng vậy nha. Đói là cũng phải ăn liền. Chứ trời ơi thì anh Bảo cũng lúc đâu đói bụng, anh cũng bực mình. Rồi. Nhưng mà ăn thì cũng không ăn nhiều. Con với ba, con bao nhiêu? Con với ba muốn đi chơi phải không? Dạ. Ok. Bye bye. Nó xin mẹ cho ba đi chơi con. Ngon quá trời ngon luôn cái bữa này, bữa ăn này ngon. Ngon quá nhưng mà cái này ăn phải ăn từ từ. Thôi từ từ mẹ. Nhanh quá ăn cũng được. Đúng rồi. Ngon á. Cái này mẹ ăn phải ăn từ từ, cái bánh tráng nó cũng dẻo quá nữa. Từ từ. Tráng ngon bị mềm rồi. Dính tùm lum rồi. Bánh tráng này cũng ngon nè. Bự nè. Còn nhờ có cái ấy ăn vô giòn cái đã luôn. Chiên giòn không? Đã đời luôn.
Mấy cái cherry ngon ghê mày ha. Giòn bự nữa. Bữa hổm mình ở bên Michigan mình cũng có mua nhưng mà trái nó nhỏ. Nhỏ hơn này. Không biết ở Florida trồng cherry được không biết. Có vườn không cũng không biết ha. Trường thì con nghĩ có á. Con nghĩ có. Cái cây này nó đâu có cần mùa đông đúng không? Không mẹ, cây này không cần mùa đông. Nó còn cây táo đó cả nhà. Táo phải có mùa đông có mới trồng cây táo mới sống. Ngon quá. Quá ngon, quá no, quá tuyệt vời. Mở mắt ra cái mình thấy mình chào quần, chào quần. Hết ngày luôn. Ngon ghê thiệt á. Ý là bữa nay là không có xếp hàng xếp gì mà ha. Bởi vì bà nói con nghe bởi con người đi chợ là mất thời gian lắm. Bởi con người thời gian nó qua mau vậy đó không. Con người nó mau già nè. Mau lớn nè, rồi mau già nè. Nó đủ cái chuyện mau hết trơn á. Nó cứ tới riêng tù tì vậy đó. Mình thấy cháu mình lớn mình biết mình già. Hay con đó. Mình lớn, cháu mình lớn là mình biết mình già. Y vậy luôn á. Bình Trình bây giờ năm tới là 6 tuổi không? 6 tuổi. Trai mình 5 tuổi rưỡi, 5 tuổi mấy. Đứa thì bố lớp 1, đứa thì bố mẫu giáo. Bao lên 4 tuổi. Ừ, đó. Cho nó tới nó tấn 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 lên vậy đó. Ba đứa cháu đã quá cả nhà. Anh với em thì càng ngày thì có càng lớn tuổi lên coi như là già cả rồi yếu đuối. Đứa cháu quá khổ. Thương dâu luôn á. Hạnh phúc cái là được có mấy đứa cháu, mấy đứa con. Mình đi mình đi qua bên đây để lại cái điện thoại của mình ở nhà, cái iPad của anh nữa. Bây giờ là Bali bên Sình á, hai đứa là giữ hai một cái điện thoại, một cái iPad của ông nội bà nội đó. Hai muốn một kỷ niệm là nó thích gọi qua lúc nào nó gọi hả. Bây giờ nó gửi kết bạn nha anh Lục Kèo. Cái bạn của mình là anh kết bạn mà chưa thấy trả lời vậy răng sao mà nó bấm quá sao mà mình không biết nữa. Nó muốn gọi gì, nó nói sáng gọi tối gọi, sáng gọi tối gọi. Bởi vậy mà con mà tại vì của mẹ là kết nối với con. Con mà thấy nó gọi thì không để mẹ bắt máy. Mỗi lần gọi qua hỏi ông nội bà nội học giỏi chưa để được Việt Nam. Không, tụi nó cũng chưa có quên mẹ với ba. Làm sao quên được. Trời ơi. Dạ, ba đẻ ra thử ba đi 10 năm mới có đó quên ba. Không, ba thì ba mới đi đâu ba nói với con rồi. Ba nói với con, mẹ với ba mẹ bàn rồi. Đến một năm ba với mẹ qua đi ở 6-7 tháng. Ba về ở Việt Nam vài 3 tháng. Ba ở bên trong nội, cháu ngoại. Ba cứ đi qua đi lại vậy đó. Đi vậy luôn á. Rồi cái tâm tình, tâm nguyện của ba vậy đó. Đó, y vậy luôn á. Ba một năm ba phải về Việt Nam ở mấy tháng trời. Về để sợ cháu nội quên. Ừ. Đó. Em á. Ở Việt Nam nó nói chung ở con cháu mình vui mình cũng ham. Nhưng mà nếu lại á mình qua là mình đã qua đây rồi thấy con Ngọc nó đơn chiếc. Đúng. Em nếu mà ở bển lâu quá thì bên đây con Ngọc nó đơn chiếc quá tội nghiệp lắm. Đúng sao? Cho nên là không. Con đơn chiếc cũng đơn chiếc được 10 năm nay. Từ khi xa mẹ lấy ba bây giờ mình cũng tự đây bây giờ 1 năm bây giờ chia cho con bên này là 8 tháng ba với mẹ bên đó là 4 tháng. Nhưng mà hồi xưa là mẹ đâu có qua được. Giấy tờ chưa có xong mẹ không có qua được. Cho nên là bắt buộc là mình phải chịu. Chứ còn bây giờ không có đâu. Giờ á, thí dụ như giờ mà giờ mẹ với ba mà đi lâu quá cũng không được. Đúng rồi. Đi quá 6 tháng cũng không được. Đúng. Và người ta sẽ có kiểm tra là coi ấy cái thẻ xanh của mình lại luôn á. Ở bên bển á thì nói chung cũng chơi. Chứ còn anh Bảo á thì cũng giờ anh Bảo cũng có người giúp ảnh nhiều rồi. Sao con sao cũng được. Miễn ba mẹ vui là được rồi. Đúng rồi. Con suy nghĩ phần cho mẹ. Mẹ suy nghĩ cho con. Mẹ suy nghĩ phần cho con.
hai mẹ con mình suy nghĩ cho nhau. Đã hồi xưa mẹ em qua đây không được, nên lúc con xanh chay hoặc là lúc con làm nhà làm cửa bên đây nó vất vả, con phải mang em theo đi tới đi lui. Lúc sinh chay á, lúc sinh chay là cái lúc đó là vất vả nhất á, mà con mình nên à. Lúc đó học sinh chay á là không có một ai hết. À, đi huynh á thì xin nghỉ được con từng lễ hay gì à. Nhưng mà ở nhà với Ngọc á thì đi trong ở trong bệnh viện hết. Con 6 ngày mấy rồi. Ngày rồi, rồi về nhà được có 2-3 ngày nữa là đi huynh đi làm lại à. Mà cặp đứa con bồng đứa con đổ hổm đi về nhà không biết làm gì vô gì hết. Không có một ai hết. Nhưng mà cái lúc đó thì mình có thể gọi bà hai qua được. Nhưng mà Ngọc suy nghĩ vậy nè, tại vì xong rồi Ngọc sẽ đi làm, thì thà bây giờ Ngọc ráng rượng để Ngọc giữ, Ngọc cố gắng một mình Ngọc. Còn bà hai qua thì trong cái lúc mà mình đi làm thì bà hai nhà giữ con, nó còn có lý cho mình hơn. Tại vì đó, lúc đó còn đi làm neo á, nên là suy nghĩ kiểu đó. Nên là con trai vừa 2 tháng mấy là Ngọc nhờ gọi bà hai từ bên Pháp qua để bà hai giúp cho Ngọc giữ nó tới khi mà 6-7 tháng gì là chia tới mẹ với ba qua ha mẹ ha. Đó 5-6-7 tháng gì là tới mẹ với ba qua đó, rồi con mà dẫn nó về Việt Nam đó. Nó 8 tháng ở Việt Nam đó. 2 tháng rưỡi là con đi làm, và hai qua ở thêm 3 tháng nữa là anh chơi được 5 tháng rưỡi thì giấy tờ mẹ mới xin visa, mẹ mới qua với con được. Rồi mẹ qua con 2 tháng, mẹ ở với con 2 tháng rưỡi mẹ chơi, rồi cái mẹ ảnh đi chơi về trước. Đó, vậy á. Lúc mà sinh đẻ là lúc cực nhất, nhưng mà cũng nhờ cái khoảng thời gian đó mà Ngọc nghĩ là bây giờ Ngọc đẻ mấy đứa con Ngọc cũng có thể tự động một mình Ngọc làm hết tất cả mọi thứ, mà không có cần phải nhờ tới sự giúp đỡ của ai. Lúc đó là rất là đơn chiếc và không có biết cái gì vô cái gì. Lúc đó là nhiều lúc mà không muốn nói chuyện Việt Nam luôn á. Ngọc cứ coi cho con chay ăn bú xong ngủ, rồi cái Ngọc cũng mệt, rồi cái Ngọc cũng nói chung là nó chưa có bị cái gọi là cái khủng hoảng sau khi sinh thôi, nhưng mà mém chứ chưa bị. Ngọc biết cái tâm lý Ngọc mém. Cái trước ngày mà đi huynh mà đi làm á, mẹ là cái đêm đó con khóc dữ lắm. Con không biết là ngày mai một mình con không? Sẽ như thế nào. Trời ơi, con không biết gì sao mà giống như là mình sau khi sinh á là cái lúc đó nó cực kỳ khủng hoảng luôn. Rồi ngày mai mình ở nhà một mình với một cái đứa bé như thế này, rồi mình sẽ làm như thế nào sao. Nhưng mà tự nhiên cái đi ngủ vậy một giấc, cái tự nhiên cái nó bắt đầu nó đỡ hơn chút, là bắt đầu tự động là làm hết tất cả luôn vậy thôi. Nhưng mà nó nói chuyện với mẹ thì nó rất là bình tĩnh, không ai biết gì vô gì đâu, không ai biết gì hết á. Thì cứ làm một ngày á thì mình cũng gọi qua FaceTime qua cho con 2 lần, sáng 1 lần tối 1 lần cả nhà. Thì cứ hỏi sao con, em bé ngoan không, đồ rồi con có ngủ được không, cũng hỏi này kia. Nó cũng trả lời bình tĩnh bình thường, nó nói con không có sao, mẹ đừng có lo, con cũng mà chăm con được. Nhưng mà sau này á thì mình mới nghe lại là nó nói á, là cái ngày đi huynh đi làm đó là con rất là sợ, tại vì á lần đầu tiên con có em bé, mà ngày đầu tiên đi huynh đi làm á thì con ở nhà có mình hai mẹ con à, con không biết em bé nó như thế nào, nên con rất là sợ, mẹ ơi con sợ lắm. Đó, để đứa con ra có 1 tuần 2 tuần lễ không biết cái gì nữa, gì đó tắm rửa cho tới. Hồi xưa con cũng không có cháu, nên không có giữ cháu, nên cũng không biết giữ em, không biết gì hết, cho nên nó bắt đầu có đứa con, cho nên con rất là rối, trời ơi khổ lắm. Trời ơi, cả nhà biết sao, hồi xưa mình cũng vậy nữa, mình á sanh con so mà má mình cũng bệnh, ngồi có một chỗ mà đâu có đi bệnh viện, đâu có nuôi mình được, rồi mình cũng không có gì á ha, rồi cái không có ai chăm mình, cũng không ai giúp được mình gì hết trơn á. Cái mình suy nghĩ trong lòng mình nói quá khổ, nên sau này á nếu mình có con gái dù nghèo dù khổ cỡ nào đi nữa thì con mình sanh mình phải đi theo. Tại vì á trong cái lúc sanh mà nằm ở trên cái giường sanh mà ở bệnh viện á cả nhà, rất là cần người. Mình nằm mình sanh xong mình cũng mệt, thì mình nằm á thì em bé khóc á, thì ví dụ có ba có mẹ hoặc là có ai đó dỗ em giùm mình thì mình nằm cũng yên, mình nằm cũng được. Nhưng cái này không có, xong rồi em khóc á thì mình phải ngồi dậy, cho nên nó hả rất là cực. Cho nên mình suy nghĩ trong lòng nếu mà sau này mình có con gái, mà con gái của mình mà nó sanh đẻ hay là cái gì á,
dù nghèo dù khổ dù xa xôi cỡ nào mình cũng bỏ thời gian bỏ gia đình ở nhà lại để mình đi với con gái mình chăm con, nhưng mà không ngờ là con Ngọc cũng lấy chồng quá xa đi, cho nên đó là đi thì phải cần có giấy tờ có hồ sơ mình mới đi được, cho nên nó hả lúc đó mình phỏng vấn hả lãnh sự quán đâu có cho mình qua đâu, thành ra hả mình phải ở nhà mới để cho con nó sanh đẻ một mình. Nhưng nói đó, hả, nhưng rồi á, tới chừng chay được tới năm tháng mấy á là mình đi phỏng vấn nữa. Nên lần sau á là lãnh sự quán nó mới cho mình đi xa để mình đi thăm cháu thăm con á, là lần đó chay được 5 tháng rưỡi. Rất là khó cả nhà, không phải đi qua bên đây mình xin visa mà dễ đâu, khó lắm, cho nên con mình nó cũng hiểu điều đó nên nó cũng không có cách nào nha. Mình nói đi rồi còn nói lại. Ví dụ như ba nói là ví dụ như ba mẹ đi ở đây về Việt Nam ở mấy tháng, ví dụ con mà cho thắm sau là con có bầu. Ví dụ đi ha. Con có bầu con ấy thì ba mẹ cũng phải có trách nhiệm bây giờ chứ mình làm sao vậy? Làm sao là khỏe rồi. Làm sao là phải rú và rú. Bởi giờ á thì nó nói lần sau con sanh nữa là tự con chăm em được rồi mẹ ơi, nhưng mà đâu nói được, nói vậy thôi. Chăm em là con biết cách, nhưng á nó sẽ khó hơn lần đầu. Là hồi xưa á là có mình con với em bé á thì nó dễ, còn bây giờ á đứa em bé rồi thêm chay nữa. Ừ. Rồi mình phải lo giữ con chay, đâu có con chay giữ em luôn. Lo giữ con chay cho em ngủ. Chứ để á hả chay nó lăn xăng lộn xộn á thì em ngủ đâu có được. Cho nên là phải lo giữ con chay cho nó rất là khó. Ba cái ngủ thì không có lo với con chay rồi, đây thấy ông ngoại ngủ mình nó cũng đi trong chạm chân. Nó đi chừng. Không, nhưng mà nó phải có như thế này, ví dụ như con mà con có bầu con sinh một đứa cháu của cho ngoại bà ngoại sau này nữa đó, một đứa nữa thì bây giờ có bổn phận này như thế này ha, con sinh ha rồi con với mẹ là lo cho em bé, ba lo cho chay hả, chay thì để cho ngoại là phải ru đó, đi huynh thì lo hàng quá này kia khác nọ, con cứ ấy này kia khác nọ ra đó, đây khỏe rồi khỏe ru xong là nhà cửa là ba dọn dẹp ba làm đề đấy hết. Bởi vì con sợ biết sợ gì không, sợ ngày xưa lúc mà con sanh chay con cực quá nên con xuống ký lẹ. Bây giờ mà có mẹ với ba là con sướng quá, là con cứ ký con cứ để im giữ im vậy là chết luôn á. Hồi từ hồi xưa con mẹ thấy sanh chay xong con xuống ghê hồn không, xuống cách ao ao luôn á, có ăn uống gì được ngon đâu. Rồi bây giờ có mẹ cái là trời ngào cái ăn gì cơ ấy để mẹ ấy cả nhà biết. Hồi xưa ha, nó ở bên đây nó đi làm trong tiệm cái đó nghe mấy anh chị cô chú rồi nói uống cái nước mà cái cây giúp cái tía tô uống cái cây tía tô á là đỡ đau bụng. Cả nhà biết không, nó nấu một cái nồi chảng luôn, cái nó để nguội nguội cái nó bỏ vô ly đông đá, đông đá sẵn vậy, nó nói con nấu sẵn vậy á, chừng nào mà con đau bụng là con lấy ra con xả đá con uống để hả đỡ đau bụng cho con sanh nhanh. Thương lắm cả nhà, mình nhớ cái gì cũng nhớ chi tiết lắm. Xong cái là nó nghe mình nói á hả con sanh là con không có được đụng nước sớm, đụng nước sớm là sau này tay chân nó tê lắm. Cái nó nghe mình nói vậy á là hả nó thịt nè ha, cá nè ha, tất cả mọi cái nó mua về nó rửa sạch sẽ rồi nó ướp hết. Nó ướp hết vô, cái thì ướp để chiên, cái thì ướp để kho. Ướp hết bỏ vô đông đá để cái lúc mà xanh á là nấu ăn á thì lấy ra xả đá để nấu thôi, để khỏi phải dọc nước nữa. Ồ, nó chuẩn bị hết trơn luôn á mầm. Bởi nghĩ thương con lắm, ở một mình rồi nên nó biết lo bản thân nó, cho nên nó làm sẵn hết. Nhưng không ngờ á, trong cái tiệm làm neo á, mấy chị ở chung với nó, cái mấy chị cũng thương. Cái lạ hả, mấy chị cứ nấu đồ ăn sẵn vậy, biết bà đẻ ăn cái gì, cái mấy chị nấu sẵn, cái kêu Điều Huynh ghé lấy đem về cho Ngọc ăn thêm. Thím Phượng cũng có gửi cho con vài bịch cá con. Nó vậy đó, rồi cái hả ăn từ từ từ, rồi cuối cùng nó hả cũng nấu ít. Nhưng mà nói không đụng nước chứ cũng đụng ào ào luôn chứ. Tấm em, tấm đồ này kia đó, nọ đi tới đi lui, ngồi lên ngồi xuống ngồi không à. Chứ đâu ai đi lấy giùm mình chai nước hay là đi làm việc là tất cả mọi thứ bình thường, mình sao là đẻ xong y chang vậy, không được nghỉ ngày nào, không có được nằm than nằm lửa, không có gì hết á.
cứ là bình thường 100% y chang như là người không có đẻ, không có đẻ luôn. Chứ đi Quynh đi làm là người ai mình đâu có nhờ người đó được. Đi Quynh làm từ sáng cho tới 5 giờ chiều. Đứng dậy đi thay tả, đứng dậy đi. Mà ý là đẻ mổ nè. Ý là mổ đó, chứ không phải là đẻ thường á. Chay là một đẻ mổ á. Trời ơi, được ơi. Nghĩ thương con không ai ngại nghiệp đó. Bởi vậy làm mày hả? Không, như vậy là cuộc đời mình đã trải qua rồi, làm con người mình mạnh mẽ hơn thôi. Không có gì hết. Rồi sau này mới kể lại cho con trai nghe, mới biết là mẹ đó là như vậy thì con cũng sẽ làm như vậy được. Mình nói là con gái đi rồi mẹ giờ chăm sóc mẹ ấy này chia cho thì nó cũng chưa, nó không có trải qua như mình vậy, nó cũng không biết. Con không có gì hết. Mỗi lúc có người thì may mắn rồi, có người thì và có người may mắn, có người bên cạnh, còn có người không may mắn thì mình tự làm, mình tự học, cái đó thành cái kinh nghiệm của mình thôi. Mẹ nhớ bà Sáu. Bà Sáu mà mát của kinh nghiệm á. À, mẹ vừa lên cái là bà Sáu nói liền, bà Sáu biết con có bầu á, cái là Sáu nói trời ơi bác Bãi ơi, tội nghiệp Ngọc quá trời luôn, Ngân nó có bầu á, nó muốn thèm ăn cái gì bác Bãi có, bác Bãi nên bác Bãi nấu cho nó ăn đầy đủ hết, mà bây giờ tới Ngọc nó có bầu rồi á hả, đâu có bác Bãi ở gần đâu, rồi nó có muốn ăn cái gì bác Bãi đâu có nấu cho nó ăn được, bởi vì thương quá trời thương luôn bác Bãi ơi. Sáu má nghiệp nói mà mẹ biết không, con trời thương con trai trong suốt 9 tháng nó có bầu, nó không có hành con gì hết. Không có ối bữa, không có ấy cái gì mà đi làm, con nói đi làm cho tới còn 2 tuần nữa đẻ là mới nghỉ, làm ngon lành thoải mái, làm khỏe re luôn, làm cho tới 8-9 giờ tối mới về luôn. Rồi khi có khi đẻ thì hơi khó một chút nên phải đẻ mổ, rồi nó đẻ ra em bé nó cũng dễ. Mày thấy không? Rồi cái con nhưng mà nó một mình con mà nó khó quá đâu ấy được. Làm sao chăm nổi sẽ khóc đó luôn. Ủa sao tự nhiên nãy vòng vòng vô đề tài đẻ con. nói riết là cũng không có đừng thoát luôn đó. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều đã lắng nghe cái câu chuyện ngày hôm nay của Ngọc và gia đình. Câu chuyện bữa nay hơi dài à, nay là trải lòng hơi dài á. Nhưng mà lâu lâu tự nhiên cái nói tới nói luôn, tự nhiên sao xỉa vô chuyện này cũng không biết đường luôn. Đó, rồi thôi. Chúc mọi người có một ngày thật là vui vẻ nha. Hẹn gặp lại mọi người vào ngày mai. Chào tạm biệt mọi người ở đây. Bye bye. Xin chào tất cả mọi người.